khởi đầu với việc phản xạ vào gương mặt giống hệt để thế chỗ. Lúc này, trong nhà môn, kẻ bất trung nghe thấy tiếng ồn ào hơi ngạc nhiên, tưởng rằng sai dịch làm loạn, rất nhanh nghe được báo cáo từ người bên cạnh. Lúc này công bố lụa tơ tầm ra công chúng, không những không phải là chuyện xấu, mà còn khiến người ta cảm thấy có tình có nghĩa. Vợ cũ Kim Na, Tư Lãng, Triệu Thái và các sai dịch khác hành xử như trung thần, chắc chắn sẽ được binh bố coi trọng và đánh giá cao. Lúc này công bố thù riêng, phân chia bạc ra vẻ có tình có nghĩa, dễ dàng hóa giải. Hình tượng bạo quân khiến Hứa Tôn hoàn toàn nắm quyền. Ánh mắt chọn người của binh bố của Nhiên độc đáo. Đồ ngu ngốc, Từ Lãng, người đã làm những chuyện phi pháp này, sao không xử lý gọn gàng sớm hơn, lại còn để người ta nắm thóp? Đúng là tự tìm đường chết, còn để Hứa Tôm hưởng lợi. Huynh sẽ làm gì tiếp theo? Không vội, ta cần xử lý việc riêng trước. Ngươi đi lấy hai cái roi, cùng các đồng nghiệp tham gia nhiệm vụ lần này. Nói ta mời họ ăn cơm. Lúc này tại phủ nhà họ, một chiếc kiệu mềm rời khỏi cửa sau phủ, chiếc kiệu được phủ lụa đỏ bên ngoài, cảnh tượng vui mừng như lễ cưới. Lúc này trong kiệu Phương Nhược Nhi bị trói chặt, mặc váy đỏ, đi giày đỏ. Kiệu sao dừng lại, chẳng lẽ đã đến? Phu nhân lại sắp lấy chồng. Ừ. Ta không tự nguyện, nhìn ra rồi mà. Người đến làm gì, có phải đến đón ta không? Hừ hừ hừ, ta đến lấy bạc. Lấy bạc, ta sẽ đưa người bạc. Người mau đưa ta đi, nếu không sẽ không kịp. Về nhà thế nào ta cũng nghe theo người. Bảo vệ Đảng Cộng sản, ai dám phá hoại đại hỷ sự của nhà ta? Con rể ta là sai dịch Từ Lãng của huyện Thanh Sơn. Ừ, Hứa Tôm, ngươi chưa bị nha môn đuổi sao? Hứa Tôm, anh rể ta, Từ Lãng, sắp tới rồi. Ta khuyên ngươi nên rời đi, nếu không thì ngươi sẽ gặp rắc rối đấy. Anh rể, hừ hừ hừ, nhìn này, Từ Lãng và Phương Nhược Nhi thực sự muốn cưới nhau muộn. Ta không tự nguyện. Im miệng, là ngươi muốn kéo Từ Lãng mới gả ta cho hắn làm thiếp. Phương Trung Đường, lấy ra các văn thư hợp pháp hoặc là thư ly hôn cho mọi người xem. Nếu không có, ngươi ép Phương Nhược Nhi tài giá là 6 phạm luật đại thánh. Nhìn cái gì? Anh rể ta, Từ Lãng, là sai dịch quản lý khu Nam Thành. Các người mau bắt hắn lại cho ta. Chỉ dựa vào hắn mà dám phá hỏng hôn lễ nhà ta, thật là tìm chết. Im miệng. Cha, sao người đánh con? Sao lại đánh con? Con cũng vì nhà họ Phương chúng ta. Hừ, ngươi sẽ hại chết nó thôi. Chào Phương sai dịch. Sai dịch tốt. Ha ha ha, hôm nay là đại hỷ của nhà họ Phương ta. Nể mặt ta và con rể ta, Từ Lãng. Đừng để Hứa Tôm làm loạn nữa. Chọn ngày khác, ta sẽ cảm ơn. Phương Trung Đường, người cầu sai người. Người nhà họ Từ đã là sai dịch chính thức và được đại nhân cố công nhận. Xử lý vụ án của Từ Lãng và Hình Đại Hải. Vụ án Từ Lãng và Hình Đại Hải. Từ Lãng, hắn bị bắt rồi. Ha ha ha, hiển tế, hư, vợ khổ của ta, hôm qua về nhà thăm cha mẹ, lại bị các người trói lại để tài giá. Nhà họ Phương chỉ là thương nhân, thật là to gan. Ngay cả sai dịch như ta cũng dám ức hiếp. Nếu dân thường gặp phải nhà họ Phương, chẳng phải sẽ kêu trời không thấu sao? Cái này, hiển tế, là ta nhất thời hồ đồ. Vì hôn sự chưa hoàn thành, hủy bỏ là được rồi. Ngươi đưa Phương Nhược Nhi về nhà. Không, ta sẽ chuẩn bị cho các ngươi một căn nhà ở huyện thành. Sau này các ngươi cứ ở huyện thành. Cầm tấm ngân phiếu này đi. Lát nữa ta sẽ tự lấy. Được, được, ta chuẩn bị cho ngươi. Người đâu? Bắt giữ Phương Trung Đường, Triệu Hòa Tiết và Phương Cường tại chỗ. Hiền tế, hiền tế. Vì sao? Vừa nói xong mà. Bạo quân, bạo quân. Ta sai rồi, đừng giết ta. Theo điều tra, con gái nhà họ Phương, Phương Nhược lại gả thêm lần nữa. Theo luật đại thánh, phạt tiền ngàn lạng, phạt đòn 100 roi. Xét thấy con gái nhà họ Phương hơi ép buộc chịu hình phạt này. Anh. Kết thúc hành hình. Tiền uống trà cho anh em, cảm ơn các sai dịch, các vị ở lại đây ngồi, rất muốn thử món quạt rán của huyện nha. Hôm nay nhà nhạc phụ bày tiệc, ta đến để chúc mừng. Các vị đồng nghiệp, mời Tiểu Thúy đến dẫn đường. Dạ, thưa ông, khi người vào trong, lệnh người chuẩn bị tiệc lại. Tiểu thư, huynh sẽ làm gì tiếp theo? Tiếp tục điều tra, hay phạt tiền như nhà họ Phương, ngoài là một chút chuyện nhỏ. Ta ra ngoài hít thở không khí. Hai vị huynh đệ, tiền đồ quan trọng hay tiền bạc quan trọng? Tất nhiên tiền đồ quan trọng hơn. Ừ, nhà họ Phương chỉ là nhà thương nhân, không đáng kể. Biết chút chuyện nhỏ, biết ân huệ hoàng gia là được rồi. Những vụ nhỏ như của nhà họ Phương, dù ngươi có tận tâm tận lực, cũng không lọt vào mắt binh bộ tư. Hai người muốn tiền đồ, thì nói về tiền đồ tốt tất nhiên là vào phủ thành. Nếu hai vị có cơ hội vào phủ thành, một là không có gốc gác, hai là không có thành tích nổi bật, vào phủ thành liệu có tốt hơn bây giờ không? Huynh đệ tôi nhìn thấu suốt, không phải là có cơ hội vào phủ thành, nên mới đặc biệt ở lại huyện Thanh Sơn chúng ta chứ. Hi hi, nhờ binh bộ tư Trương Mục Lão đề
cử giới thiệu lên đại nhân Tiết Đào đã sắp xếp cho tại hạ một chức vụ ở Phủ Thành. Chức vụ gì? Không phải bí mật gì. Làm thân tín cho đại nhân Tiết Đào. Làm thân tín cho chủ quan Binh Bộ Tư cấp 4. Huynh đệ Tô, đây là một bước lên trời, là con đường thăng tiến nhanh nhất trong quan trường. Ngươi lại từ bỏ hừ. Ta thích tự do, nhưng trở lại chuyện chính. Thân tín tuy tốt, nhưng phần lớn là dựa vào thế của hổ. Hiện nay, Đại Thánh thiết lập Binh Bộ Tư với 20 vạn đang trải qua thời kỳ biến đổi lớn nhất kể từ khi Đại Thánh sáng lập. Đây có thể là cơ hội lớn nhất trong đời chúng ta. Nếu làm tốt bên dưới, tương lai thăng tiến cũng có cơ hội lớn hơn. Hôm nay ta vẫn an tâm với quan hàm 7, nắm quyền trực tiếp, quyền điều tra, truy bắt và xét xử độc lập. Quyền lực này ai dám nói không bằng thân tín hay sai dịch. Đây là lần đầu tiên phá trời mở đất, làm sai dịch tốt không chậm hơn đường đồ thị. Với tình hình hiện tại là cơ hội thăng tiến cho sai dịch, tiền đồ ở ngay trước mắt, phải làm vụ lớn, tương lai mới có cơ hội bước lên đường mây xanh. Vì vậy hai huynh đệ muốn tiền đồ thì an tâm mà làm, hãy cắm rễ sâu ở huyện Thanh Sơn, nơi chúng ta đã làm vài vụ lớn mới là đúng đắn. Nguyện theo huynh đệ Tôm. Ha ha ha. Như vậy thì hai vị và ta cùng dâng tấu Binh Bộ Tư đề xuất loại bỏ các sai dịch phạm tội, bổ sung danh sách sai dịch mới. Khi không còn thân phận sai dịch của Từ Lãng và những khi trở ngại của vụ án sẽ giảm đi rất nhiều. Bổ sung sai dịch mới vẫn theo quy tắc cũ. Quy tắc cũ là mỗi suất 100 lạng, được coi là thu nhập sáng, là khoản đóng góp cho nha môn. Nhưng chúng ta đề cử người cũng có thể giữ lại 50 lạng, là một khoản thu nhập hiếm có, chỉ cần đáp ứng các điều kiện. Tất nhiên là theo quy tắc cũ, dù sao nước trong quá thì không có cá. Hai vị mỗi người hài suất, nếu thêm Từ Lãng và 4 sai dịch bị giam giữ, chỉ có 5 người, huynh đệ Tôm chỉ cần một suất thôi. Không ổn, không ổn, chúng ta mỗi người một suất là được rồi, hừ. Lần này đủ 10 suất. 10 suất lại ai? Từ Lãng và Triệu Thái là 5 người. 5 người còn lại tính cả Triệu Chí Bằng, cùng với các tay chân của hắn. Lão tử mới ăn cơm là để mọi người đứng về phía mình. Hắn dám không đến. Dù ngươi muốn dựa vào người khác hay là phe trung lập, tuyệt đối không thể giữ lại. Không thì chẳng biết ngày nào sẽ bị phản bội. Tống Tiểu Hộ, Lưu Siêu là anh em họ của Triệu Chí Bằng. Triệu Tam là em trai của người phụ nữ Triệu Chí Bằng nuôi bên ngoài. Tính cả Triệu Chí Bằng, đủ 5 người. Một bữa tiệc, uống vài ly. Binh Bộ Tư nhận lệnh ổn định và điều hành các sai dịch, âm thầm lặng lẽ thanh trừng nha môn huyện Thanh Sơn. Đây là ngân phiếu 1,0 lạng, mỗi người một tấm, 100 lạng còn lại chia cho thuộc hạ. Huynh đệ Tôm, không phải, số tiền này là do nhà họ Phương đền cho ngươi, không phải là công quỹ. Tiệc đã kết thúc, chỉ còn lại 3 người Tần Lỗi, Triệu Tuấn và Trương Thiên. Đây là 100 lượng, 3 người các ngươi chia nhau, đừng từ chối. Cảm ơn hạ nhân huynh. Huynh Tần, những thuộc hạ trước đây bị sa thải của ngươi, chọn 6 người, người đáng tin cậy, làm việc chắc chắn, để họ đợi tin tức ở nhà trong thời gian này. Ngươi nhớ lời hứa của ta không? Nhớ, lần này Từ Lãng gặp rắc rối, vợ hắn cố gắng cứu không được. Chỉ cần không ngốc, sẽ ly hôn với Từ Lãng. Đến lúc đó chỉ cần ta nói một câu, nàng sẽ mong muốn được cưới ngươi, kết hôn chính thức với ngươi, coi ngươi là chính thất. Tất nhiên cũng có thể để hắn chết, chỉ trong một ý niệm của ngươi. Vậy để hắn chết đi, ha ha ha. Thật là tâm độc phụ nữ, ngươi bây giờ thắng trước rồi, còn cần gì mỉa mai ta. Trong mắt ngươi, ta là một thương nhân hèn mọn không đáng giá. Nhưng ta, Phương Nhu, tự hỏi chưa từng Từ Lãng lợi dụng ta. Ta vì sao phải cứu hắn sống? Hãy ký vào tờ giấy hòa ly này đi. Anh, ta không ký. Nếu ngươi kiên quyết như vậy, vậy thì ly hôn ta đi. Đã cho ngươi thể diện ngươi cũng không muốn. Ngươi cũng đã nói, chúng ta vốn dĩ là ghét tạm lại với nhau. Hắn tất gì phải tiếp tục giả vờ. Nửa năm trước ngươi đã nói, ngươi đồng ý sống với ta. Ngươi sẽ bỏ qua mọi thù hằn. Chuyện trước đây nói, ta quên rồi, không tính. Đội nón xanh quen rồi. Những lời hứa như vậy cũng dám nói. Lại tự đào hố cho mình. Lời hứa này ngươi đã tự tay viết cho ta, chứ không phải chỉ nói thôi đâu. Nhưng ta sẽ không ép ngươi. Nhưng ta sẽ không ký vào tờ giấy hòa ly này. Muốn ly hôn thì ly hôn đi. Sao thấy Từ Lãng không ra gì? Đã sụp đổ rồi, bỗng phát hiện ta bây giờ bay cao rồi. Lại bám vào ta, đừng nghĩ rằng ta không dám ly hôn người. Ha ha ha. Ta đợi giấy ly hôn của ngươi.